Vâng, em xin mến chào toàn thể các bác đang đến với video của kênh truyền thông Tiên Vũ Audio. Hôm nay em sẽ chia sẻ cho bác về cái kinh nghiệm của bản thân em, 7 cái mẹo vặt cũng như là 7 mục. 7 mục này thì qua video các bác sẽ là chọn mua cho gia đình mình những cái dàn âm thanh nghe nhạc, hát karaoke hay hơn, hoặc đơn giản là các bác có thêm kinh nghiệm từ những cái người chơi âm thanh audio chuyên nghiệp của chúng em. Thì ở đây, 7 cái mục này thì em cảm thấy rằng là rất nhiều bác chơi audio nhiều năm vẫn mắc phải ạ. Và đầu tiên, chúng ta sẽ đến mục đầu tiên, đó là nâng cao khả năng nghe nhạc. Nâng cao khả năng nghe nhạc ở đây là gì? Tức là chúng ta luôn phải là nâng cấp cái tai đôi tai của mình, nâng cấp đôi tai của mình có thể là nhận ra được những cái chất âm hay. Càng nghe nhiều dàn âm thanh này, càng có sự thay đổi về dàn âm thanh, càng có nhiều sự so sánh thì các bác sẽ càng nhận ra đâu là âm thanh hay, trung thực, tách bạch, tiếng nổi khối, từ âm trường rộng, rồi là nó tiếng nó có hồn, vân vân và vân vân. Càng nghe nhiều, các bác sẽ là càng có sự trải nghiệm và có thêm kinh nghiệm nghe. Thì ở đây kinh nghiệm nghe đó thì các bác có thể lấy tốt nhất ở những cái dàn âm thanh cao cấp, những cái dàn càng đắt tiền các bác nghe được càng tốt. Ví dụ bây giờ các bác nghe được một cái dàn 1 tỷ đồng thì lúc đó các bác trở về nhà nghe một cái dàn 5 70 triệu, các bác đánh giá xem cái dàn của mình 5 70 triệu đây nó có đáng giá không so với cái dàn 1 tỷ kia. 1 tỷ nó đã rất là hay hay nhất rồi, thì bây giờ 5 70 triệu của mình là có đáng giá không, những cái dàn 20 30 triệu có đáng giá không. Càng nhiều sản phẩm được nghe, càng nhiều thiết bị cao cấp được nghe thì chúng ta sẽ có nhiều cái đánh giá, nhiều cái thước đo trên cái bàn cân của chúng ta, phải không ạ? Tiếp theo đó là dây tín hiệu. Nhiều bác không để ý đến những sợi dây tín hiệu cũng như là dây loa mà chỉ để ý đến những cái thiết bị âm thanh như loa vang đẩy, mic. Thì dây tín hiệu rất là quan trọng các bác ạ. Bởi vì đây, chúng em có cái sợi này 30.000, sợi này 250, sợi này 350. Nó đều là sợi dây AV, rắc đầu rắc AV ạ. Thì mức giá khác nhau thì tất nhiên là chất lượng nó cũng khác nhau. Chất lượng dẫn đến là âm thanh khác nhau, âm thanh nó là vậy ạ. Chỉ cần khác nhau về cái mặt vật lý thôi là nó đã là ra chất âm khác nhau rồi. Thì tất nhiên là em sẽ không chia sẻ sâu từng mục ở đây, bởi vì như vậy cái video nó rất là dài. Em sẽ nói với các bác nhanh từng mục ạ. Và các bác mà nào mà muốn hỏi chi tiết thì có thể bình luận bên dưới để chúng em hỗ trợ chi tiết từng cái mục tiêu đề đó. Ở đây thì sợi dây này có lớp bạc bao bọc bên trong, nó sẽ giúp cho là chúng ta là tránh hiện tượng nhiễu điện xâm nhập tín hiệu từ trường, từ các thiết bị âm thanh xâm nhập vào dây này, dẫn đến cái việc là tín hiệu âm thanh đi vào đi ra nó rất là mượt mà, nó không bị dính thêm nhiễu ù xì gì vào cả. Còn ở đây chúng ta chỉ có một sợi tín hiệu bình thường bọc dây cao su thế thôi. Còn ở đây chúng ta có thêm là lớp bạc, mà lớp bọc bạc cao cấp và cũng như là cao su bên ngoài rất là dày dặn, chống chuột cắn, vân vân và vân vân. Đây cũng là mạ đồng nguyên chất này, mạ đồng rất là đẹp, dày dặn để cho tiết diện tiếp xúc nó cao thì truyền tín hiệu nó rất là ok hơn, phải không ạ? Tất cả những thiết kế đều có mục đích cả. Tiếp theo, mục thứ ba đó là sự đồng bộ. Sự đồng bộ ở đây là gì? Chúng ta chơi âm thanh, một dàn âm thanh gồm mic, vang, đẩy, loa. Điều tốt nhất mà em khuyên các bác là nên sử dụng trong một hãng, và những cái sản phẩm đó được hãng đề xuất trong một dàn combo. Ví dụ như ở đây, chúng em có đẩy của Wafferden Anh Quốc CBD 1600. Chiếc đẩy này trên web người ta đề xuất là chúng ta chơi loa Delta 10 của Wafferden là tốt nhất. Người ta đề xuất như vậy thì chúng em sẽ chơi như vậy và cảm thấy thực sự là cái sự đồng bộ này nó mang lại hiệu quả các bác. Còn ở đây chúng em cũng có là loa của Wafferden Sigma 12. Công suất của con đẩy này đủ để chơi con này đấy, nhưng mà người ta không đề xuất đến thì tất nhiên là cái chất âm nó ra nó không thể nào hay được bằng là chúng ta chơi hàng đồng bộ Delta 10 ở đây, phải không ạ? Thì cái sự đồng bộ này là một hãng cùng một hãng là tốt nhất này. Sau đó mà các bác đã chốt mua nhặt nhạnh từng bộ phận này, từng loa này,
từng đẩy các cái bộ phận trong một dàn của các hãng khác nhau vào rồi. Thì cái sự đồng bộ tiếp theo đó ở đây nó là về giá cũng như là cái chất lượng. Ví dụ như bác mua loa 10 triệu thì các bác phải sắm một quan đẩy nó khoảng trên 7 triệu, nó mới xứng tầm, nó mới đủ khả năng để phát huy toàn bộ sức mạnh của loa. Không thể nào mà các bác mua loa 10 triệu mà các bác mua đẩy bãi nó chỉ 2 triệu. Lúc đó không có sự đồng bộ nào ở đây cả. Đẩy lúc đó sẽ yếu so với loa, nó không thể hiện được sức mạnh của loa, lúc đó là loa là phí tiền. Tiếp đó, sau sự đồng bộ chúng ta sẽ có giá tiền. Giá tiền ở đây là gì? Em sẽ ví dụ cho bác dễ hiểu nhé. Ở đây giá tiền nó sẽ liên quan đến cái sự chênh lệch về giá. Ở đây chúng em có những cái cặp loa này 3 triệu và đôi loa này thì là 10 triệu, chênh lệch ở đây là 7 triệu. Vậy 7 triệu ở đây chúng ta có đáng để nâng cấp không? Và 7 triệu ở đây chúng ta sẽ nâng cấp hay hơn được bao nhiêu phần trăm? Và từ con loa 10 triệu này đến con loa 30 triệu, tức là chênh lệch 20 triệu, nó có đáng để nâng cấp không? Và cái sự nâng cấp đó là chênh lệch bao nhiêu phần trăm? Thì em sẽ nói ngay với các bác nhé. Đây là một chiếc cặp loa tốt của Motivity rồi, tiếng hát cũng như là karaoke rất hay. Thì từ 3 triệu các bác nâng cấp lên 10 triệu đây, nó là sự nâng cấp hay hơn 50%. Thế còn từ 10 triệu đến 30 triệu thì đó chỉ là sự nâng cấp 10% mà thôi. Tại sao vậy? Tại sao từ 10 triệu đến 30 triệu mà nâng cấp nó chỉ là 10%? Thì ở đây, đây là một cặp loa tốt rồi các bác nhé. Cặp loa tốt, giá thành tốt, chất liệu tốt, âm thanh tốt. Những cái sản phẩm mà đã tốt rồi, nghe hay rồi mà các bác muốn cao cấp, muốn hay nữa, thì lúc đó các bác phải bỏ ra một số tiền bội số lên rất là nhiều, phải không ạ? Ví dụ như cái sợi dây này đi, sợi dây rắc này giá 200.000, mà những cái sợi rất là tốt rồi, sợi 200.000 này rất tốt rồi. Các bác mà muốn cao cấp hẳn, kịch kim là sợi này 400.000, lúc đó các bác phải trả một cái giá gấp đôi thôi, nhưng mà cái chất lượng chênh lệch nó rất là bé, rất là nhỏ thôi ạ. Vậy nên nếu mà muốn chơi cao cấp thì chúng ta phải thực sự nhiều tiền, phải không ạ? Còn nếu mà để nói gia đình thì nâng cấp từ 3 triệu lên 10 triệu là rất đáng để nâng cấp. Tiếp theo đó là nguồn nhạc. Nguồn nhạc ở đây tức là cái chất lượng âm thanh đầu vào. Chúng ta thường thì đơn giản nhất là chơi từ YouTube xuống, phải không ạ? YouTube thì chất lượng nhạc cực kỳ thấp, nó cắt bớt rất là nhiều giải tần rồi nhiều chi tiết. Bát không được sâu, chép không được sáng, tách bạch. Và cái giải chép ạ, nó rất là nhiều chi tiết mà người ta cắt đi thì tiếng thực sự nó không được nổi khối, vân vân và vân vân. Bây giờ thì Zing MP3 của Việt Nam đã cho chúng ta nghe chất lượng là 320.000 kbps trên giây, nó khá là tốt rồi. Nên là các bác có thể là nghe trên Zing MP3 nó sẽ tốt hơn. Để nói sâu về cái chất lượng nhạc cao cấp cũng như là chất lượng nhạc MP3 thì các bác bình luận bên dưới, hoặc em sẽ làm một video riêng. Đây là cái nguồn nhạc này rất là nhiều vấn đề về không gian, không gian cũng như là cách bố trí loa thì các bác phải phù hợp với căn phòng. Ví dụ như phòng 25 m² chơi loa bát 25 là đẹp nhất đó, như vậy. Và treo loa hát thì phải treo bên trên, loa nghe nhạc thì để ở kệ bên dưới. Nó rất là nhiều vấn đề cũng như là tiêu âm này, cách âm cũng như là khoảng cách từ người nghe đến loa, vân vân và vân vân. Thứ bảy, em cũng thấy một cái chuyện thương hiệu này cũng khá là buồn cười ở Việt Nam. Ví dụ như các bác thà mua một chiếc loa nhái hãng JBL còn hơn là mua một chiếc loa chính hãng chất lượng cao của những cái hãng khác. Đó rất là chuyện rất là buồn cười. Chúng ta nên để ý về cái chất âm chứ đừng để ý về cái logo. Đừng để ý về cái logo thương hiệu âm thanh ạ. Vì âm thanh mà nó rất khó nói. Ví dụ như là loa xịn của hãng JBL đi, nhưng mà cũng có những cái model người ta làm không được tốt, chất âm nó không hay, mà hãng JBL nó nổi tiếng thì giá nó luôn là cao. Vậy nên các bác nên trải nghiệm thực tế về từng sản phẩm, từng mã hàng, không nên đánh giá đánh đồng. Và như ở Việt Nam thì em thấy các bác nghe thường thường là thích JBL, B&B, nên là người bán người ta bán rất nhiều cái loại bãi mà các bác chỉ cần biết bãi là hay. Thực sự khá là buồn cười trong cái vấn đề này. Và đây là tổng thể là 7 cái vấn đề mà em muốn nêu ra cho các bác. Cảm ơn tất cả các bác và hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau. Có bình luận hoặc là đóng góp ý kiến gì, chê bai gì có thể là bình luận bên dưới để chúng em biết nhé.